Xin chào mọi người đã quay trở lại với Tinh Tế. Và nếu như mọi người có theo dõi Tinh Tế update số thứ 22 thì Đan Anh có một cái bài phỏng vấn anh Hiệp nho nhỏ là sản phẩm nào mà anh Hiệp ấn tượng nhất trong sự kiện Apple vừa qua. Thì anh Hiệp có nói là anh thích chiếc iPad Air năm 2020. Nó có một cái tính năng mới, đó chính là Touch ID nó gộp trong nút nguồn. Đúng. Vậy thì hôm nay Đan Anh lại tiếp tục hỏi anh Hiệp là theo anh với cái công nghệ này thì anh có những suy nghĩ gì? Khi mà anh thấy cái Touch ID được trang bị vào một cái nút nguồn nhỏ gọn như vậy thì anh nghĩ ngay đến cái chuyện rằng là liệu Apple có trang bị một cái Touch ID như vậy trên một cái iPhone nào đó không? Bởi vì bây giờ hiện tại Apple họ có rất là nhiều phiên bản iPhone, từ hiện tại đi, mình có 11, 11 Pro, 11 Pro Max, rồi SE đó. Thì anh nghĩ ví dụ như là sang năm họ nâng cấp SE lên, SE bây giờ vẫn là cái nút Home, Touch ID bằng nút Home ngày xưa bao nhiêu năm rồi, thì có thể là cái iPhone SE mới năm 2020 này thì nó sẽ là cái SE có trang bị Touch ID nút nguồn. Vậy theo anh là cái sản phẩm iPhone SE 2020 sắp tới sẽ là sản phẩm đầu tiên có được cái sự nâng cấp này? Anh dự đoán thôi, anh nghĩ là trong tương lai nếu có một cái cải tiến gì đó mà cần đáng kể thì đó là cái cải tiến có thể thấy được. Vậy thì nếu như mà iPhone sắp tới của chúng ta có cái công nghệ đó thì anh nghĩ là họ sẽ tối ưu cái phần nhận diện gương mặt qua cái camera selfie như thế nào? Nếu mà họ đã trang bị cái Touch ID vào trong cái nút nguồn thì họ không cần phải nhận diện khuôn mặt nữa. Họ cần cái camera để chụp hình phía trước thôi. Thì em hỏi anh một câu tại vì em tò mò thôi. Nếu như mà họ không cần nhận diện qua camera nữa thì có khả năng là camera selfie sắp tới trên iPhone nó sẽ trở thành camera ẩn không? Đó cũng là một cái giải pháp hay để cho một cái màn hình tràn viền nó hoàn hảo hơn. Nhưng mà anh nghĩ đó không phải là cách Apple chọn. Apple họ chọn là cái camera mà nó mang lại cái giá trị hình ảnh tốt hơn. Nếu mà camera ảnh với màn hình mà nó có chất lượng tương đương hoặc là hơn thì mới là cái giải pháp. Còn không thì đó phải lựa chọn. Giống như anh thấy là hiện tại những cái iPhone đắt tiền nhất thì nó vẫn có một cái tuổi thọ, nếu mà so với những cái điện thoại Android khác tràn viền nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà đó không phải là cái mà người dùng quan tâm, đó không phải là cái Apple họ quyết định. Họ quyết định cái chuyện là không phải vậy, liên quan đến cái đó, tính năng mới là quan trọng. Vậy thì cái chức năng mà nút nguồn kim luôn cả Touch ID nó đã có xuất hiện từ lâu trên những cái sản phẩm Android rồi. Thì theo anh là tại sao bây giờ Apple họ mới thực hiện điều này? Apple họ không quan tâm lắm đến cái chuyện là thời điểm nào họ trang bị cái gì mà có ảnh hưởng trước sau do với những sản phẩm khác hay không. Họ quan tâm là ok, bây giờ đến năm nay cái sản phẩm mà họ cần làm này để cho nó hoàn thiện hơn, cho nó tốt hơn thì họ trang bị thôi. Thì có thể là em nói là nó muộn nhưng mà anh nghĩ không quan trọng lắm. Apple không cần phải gấp gáp làm gì bởi vì rằng là họ vẫn bán được điện thoại, người dùng vẫn hài lòng với điện thoại của họ, họ không cần phải vội vàng. Vậy thì nếu như iPhone SE là một cái sản phẩm tiếp theo có được cái tính năng là nút nguồn kim cả Touch ID mà trước giờ iPhone SE lại là một cái sản phẩm giá rẻ, thì anh nghĩ là dự đoán lần này cái mức giá bán của iPhone SE nếu có được cái công nghệ mới đó thì nó sẽ khoảng như thế nào? Theo logic thì cái phân cấp của sản phẩm nó sẽ không ảnh hưởng tới giá. Ví dụ như đó là cái điện thoại trung cấp của cái hãng đó, họ thiết lập cái mức giá như vậy thì cho dù nó có thêm tính năng thì nó không phải là sẽ tăng giá lên. Nên là chỉ cái chuyện là nếu Apple họ nâng cấp toàn bộ cái dòng sản phẩm lên giá cao hơn thì lên theo thôi, chứ không phải là vì có Touch ID mà giá nó cao lên. Vậy thì sau iPhone SE anh có nghĩ là iPhone 12 sắp tới cũng có được cái công nghệ này không? Anh nghĩ là không đâu, bởi vì làm dù gì thì cái Face ID vẫn là cái giải pháp security, giải pháp bảo mật tốt nhất hiện nay, vượt hơn rất là nhiều so với Touch ID với lại những cái giải pháp khác, cho nên là không thể nào đi xuống cái về security như vậy. Và đó là những suy nghĩ của anh Hiệp về việc là Apple họ bắt đầu trang bị nút nguồn kim Touch ID và có khả năng dự đoán là nó sẽ có mặt trên iPhone SE 2020 sắp tới. Và cảm ơn anh Hiệp đã cùng em chia sẻ về cái vấn đề này. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn Đan Anh. Tạm biệt mọi người.